Sảnh nghị sự của Ngự Môn. Tiên nhân đi thông thả nha. Ô tỷ tỷ, tỷ chú ngài ấy lệnh bài bằng ngọc rồi hả? Còn không phải do tiểu tử đệ, nếu không tỷ sao lại? Đệ còn không phải là thấy tỷ tỷ có tâm tư đó hay sao? Bây giờ cho cũng cho rồi, giờ cứ để ngài ấy đi như vậy sao? Người ta là tiên nhân, nói cho cùng cũng chẳng qua là tặng cho ta một cơ duyên. Ta không dám còn mong nhiều gì nữa, chỉ mong Ngự Môn của chúng ta sau này có thể bình an. Nếu có thể giúp được tiên nhân cái gì đó, vậy thì càng tốt. Sau này người chính là tông chủ, trọng trách của tông môn khổng lồ này đặt trên vai người. Ta thực sự là... Đây là trọng trách ta định sẵn phải gánh vác, trưởng lão không cần tự trách đâu. Chuyện cấp bách hiện nay là phải điều tra rõ những cổ áp chế linh lực trên người ta, cha ta và các đồng môn rốt cuộc từ đâu ra. Tông chủ yên tâm, chuyện này ta đã phái người đi điều tra rồi, tin chắc rất nhanh sẽ có kết quả mà thôi. Vậy mà dám sờ mông của hổ thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị hổ ghim. Báo! Chúng ta đã tra rõ thứ này là hành vi của ai? Là ai? Nói mau! Là... Sao vậy? Không nói được chắc. Nói đi. Chỉ cần đúng sự thật, không có gì không thể nói cả. Là thủ đoạn này và cổ trùng đều rất giống độc môn. Là độc môn. Người chắc chắn là độc môn chứ? Tuy không nắm chắc 100%, nhưng 80-90% là vậy. Còn cả ma khí đó, trước đó có lời đồn độc môn có cấu kết với ma tộc. Từ trước tới nay, ba đại môn phái không dính dáng tới nhau, nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau bảo vệ nhân giới. Nếu thực sự là cấu kết với ma tộc, thì Ngũ Môn ta nhất định sẽ không tha đâu. Chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Lũ chó săn này, ngay cả người cùng tộc cũng có thể tính kế. Còn có chuyện gì mà bọn họ không dám làm chứ? Lập tức phong tỏa tất cả tin tức. Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Chỉ là Ngự Môn của chúng ta hiện nay đại thương nguyên khí, không thể trực tiếp xung đột chính diện được, cần một thời cơ. Thời cơ có thể một phát tiêu diệt bọn họ, báo thù rửa hận. Bên phía Nam Chính lại đang chửi ta vậy? Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, gây ác quá quan hệ với ba đại tông môn và bắt đầu tẩy não cho đệ tử chính phái. Chúc mừng ký chủ có được 741 xu hệ thống. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng nha. Ta còn từng làm chuyện này sao? Xin đừng nghi ngờ tính công bằng của hệ thống được không? Ê, cái tẩy não đó ta nhận nha. Nhưng ta khiến quan hệ của bọn họ ác quá bao giờ vậy? Ta cũng chưa từng nói câu nào. Nhân tộc này cũng quá yếu, quá dễ chia rẽ rồi. Hệ thống là công bằng tuyệt đối nha. Cái đủ má nhà ngươi, cắt cắt. Phủ đệ của Quy Xà, nói thử đi, khoảng thời gian này ma tôn ở nhân giới làm gì? Dân, khi ma tôn mới vào nhân gian đã ăn được một viên đan dược tên là thận bảo, khiến ma khí của mình giảm mạnh. Thận bảo, trước kia cũng chưa từng nghe nói có đan dược này. Có điều ma tôn này có phải quá cẩn thận rồi không? Nhưng ma kiếm thì sao, có động tĩnh gì chứ? Sau đó ma tôn dùng ma kiếm nướng thịt, vẻ ngoài rất thơm ngon, ma lực trên thịt câu dẫn lòng người, không khỏi dụ ra khí tức của một thành viên. Sau đó Long Thái Nguyệt đã phát giác được chúng ta không thể không rút. Chỉ có Long Thái Nguyệt cảm nhận được sao? Chắc vậy rồi, theo tính cách tàn bạo của ma tôn chắc sẽ không giữ lại người sống. Khi chúng ta lần nữa nhìn thấy ma kiếm thì nó đã chỉ còn lại một tia ma khí cuối cùng. Sau đó ma tôn dung một cái, một tia ma khí đó cũng bay ra giết chết mấy chục đệ tử chính phái. Còn có hai người may mắn sống sót, người còn lại hình như là tới thông phong báo tin. Cuối cùng ma tôn đi theo một nữ tử tới một tông môn của nhân tộc, sau đó trong tông môn đó bạo phát ra linh lực cực lớn. Khi ma tôn đi ra, trên thân ma kiếm có dấu hiệu bị phế, Long Thái Nguyệt cũng đã cưỡng chế tiến vào trạng thái ngủ say biến thành dây chuyền. Thật sự là ông trời cũng giúp ta, bây giờ ma khí trên người ma tôn bị ràng buộc, ngay cả Long Thái Nguyệt cũng bị trọng thương. Cơ hội trời cho nơi này, không làm chút gì đó thiệt sự là hổ thẹn với ông trời.
đưa một bức thư cho Quyết Tinh cậu cho ta, gọi hắn tới đây, có chuyện thương lượng. Vâng. Nhân giới, Ngọc Thành. Quá đã, lần này không còn ai ngăn cản mình tìm biệt thự lớn nghỉ hưu của mình nữa. Đời người nhất định phải có một căn biệt thự, tựa núi nhìn ra biển, rộng khoảng 1.000 mét vuông. Có trời có đất có sân. Mình hình như không có tiền của nhân giới, hơn nữa bây giờ Thái Nguyệt vẫn đang ngủ say. Cát cát cát, gấp gấp gấp, trong cửa hàng của ngươi có tính năng đổi xu không? Không có, làm phản diện cần gì tiền, không phải đều trực tiếp cướp hay sao? Cái địch mẹ nhà ngươi, ta không làm phản diện nha. Vậy ta cũng hết cách, người thiệt sự không được thì đi bán thận đi. Ồ không được, cái đó có người không được. Không đúng, cái gì mà không được, nói rõ ra đi. Ta không nói gì cả. Đúng rồi, chúng ta có thể bán cái này mà. Tiệm cầm đồ. Chào hô mừng. Kẻ nghèo nhìn thấu, ức a ức ơ. Hơ, có gì muốn bán hả? Ông chủ, chỗ các người có thể đổi nhà không? Loại chuyện này ngươi cũng không cần phải biết. Cũng đúng, chỉ một tấm lệnh bài bằng ngọc này chắc không đổi được nhà nhỉ. Lệnh bài dạng sự của ngự môn, tính vật cận thân của chưởng môn ngự môn, người cầm lệnh bài đại biểu cho cấp bậc cao nhất của ngự môn. Lệnh bài dạng sự của ngự môn. Vị khách quan này, ngài vừa nói ngài muốn nhà đúng không? Phải, nhưng cái này không... Đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Vị đại nhân này đoán chắc không muốn quá nhiều người biết thân phận của hắn, mà cứ buôn bán mà, phải phối hợp diễn cùng. Ngài xem thử, đây đều là những căn nhà tốt của chỗ bọn ta, tuyệt đối là phong cảnh tuyệt đẹp, phong thủy cũng rất tốt. Nếu không phải thấy ngài tới đây, ta chắc chắn sẽ không lấy ra. Ông chủ, ngươi như này không được nha. Ngươi nhìn xem mấy chỗ này, tuy có thể phong cảnh khá đẹp, nhưng để ở ngoài ô, muốn mua gì đó không phải sẽ cần đi mười mấy dặm hay sao? Nhà có phong cảnh rừng núi ở ngoại ô. Ngài xem thử mấy chỗ này coi, đây là căn nhà có vị trí tốt, ra ngoài mua gì, chỉ cần đi một đoạn ngắn thì tới luôn. Căn nhà này cách trung tâm thành gần như vậy, cho tới lúc đó nó không chừng mặt trời vừa ló trạng, người kêu ta dậy còn là tiếng mời chào của dân buôn, ta muốn yên tĩnh một chút cũng không được nữa. Đúng thiệt, không thể không nói, mắt nhìn của khách quan, ngài thiệt là cao. Những căn mà ngài nói đều là nhà ở khu đất vàng. Cũng đúng, ông chủ này chắc là không biết giá trị của tấm lệnh bài này. Nếu thật sự bán cho người biết cái này, mình ngược lại sẽ không yên tâm. Quan to để chết người, muốn ăn không một căn nhà của ta, còn muốn chọn khu đất vàng. Nếu không phải chúng ta do ngự môn bảo vệ, thì sẽ để ngươi ở đây ăn không hả? Nhưng ai kêu ngài là khách tôn quý nhất của chúng ta chứ? Ngài đợi chút, bây giờ ta đi chọn một căn chốt kèo cho ngài nha. Thái độ phục vụ của nhân giới này tốt vậy hả? Phủ đệ của Quy Già. Điều ngươi nói là thiệt sao? Nếu giả bao đổi, thủ hạ truyền tới tình báo, ta tin năng lực của hắn. Nhưng viên ma thạch đó, ma thụ đó, viên ma thạch đó vốn là do hắn để ở đó, ma thụ đó chẳng qua là thứ để hắn cấu kết với âm lan. Có ý gì? Sao ngươi nghe không hiểu vậy? Ngươi có phải bị tên đầu đá đó truyền nhiễm rồi không? Ma tôn đó từ sớm đã cố tình tỏ vẻ, thực ra sớm đã mua chuộc những thủ hạ làm loạn đó. Hắn giả bộ nghỉ hưu nhường vị trí cho tên đầu đá ngu xuẩn kia, chẳng qua chỉ là muốn sớm ngày xử lý sạch chúng ta thôi. Hiện nay hắn tự quỷ ma khí, chẳng qua chỉ là một người bình thường hơi mạnh một chút. Ngươi sợ hắn làm gì chứ? Những cái này ta cũng không phải không biết. Nhưng vậy tại sao hắn lại muốn giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này? Cho dù ngươi nói hai cái trước đều do hắn sắp xếp thì... Nhưng ma kiếm thì sao chứ? Ma kiếm đó dữ dằn chúng ta đều nhìn thấy cả. Rất đơn giản, sự cân bằng hắn muốn, nội đấu hắn muốn là lúc hắn nắm quyền. Bây giờ... Cái hắn muốn là chúng ta không còn hậu quả gì nữa. Còn về ma kiếm ta cũng không biết là sao. Có thể hắn đã dùng chút thủ đoạn nào đó. Nói như vậy, nhân tộc có người có thể đồng quy vô tận với chúng ta là thiệt sao?
sao người có thể biết hắn không dùng thủ đoạn khác để chế phục ngược lại ngươi chứ? Đại khái là thiệt nha. Hơn nữa ta dự đoán hắn chắc là bị người này làm bị thương, nhưng điều ngươi nói cũng có lý. Hắn chắc cũng giữ lại chiêu sau, nhưng làm chuyện lớn ấy mà, sao có thể không có nguy hiểm chứ? Ở nhân gian có câu nói sao vậy? Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Không được, nguy hiểm này của ngươi thật sự quá lớn. Phản bội Ma Tôn không phải chuyện dễ dàng gì. Sao ngươi chỉ dám cược thực lực của hắn không mạnh như trước, chỉ cần sai một bước, đó chính là tai họa ngập đầu nha. Vậy ý của ngươi là có hợp tác hay không? Lão xà, ngươi có tâm tư này ta sớm đã biết, nhưng ngươi như này thiệt sự quá mạo hiểm, ta sợ rằng không thể làm chung ngươi được. Không sao hết, nếu không làm chung được cũng là bạn mà. Có điều chuyện này ngươi tuyệt đối phải giúp ta giữ bí mật nha. Cái này ta đương nhiên sẽ giữ bí mật rồi, hy vọng ngươi đừng trách ta nha. Vậy thì thiệt sự quá tốt, yên tâm, tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Đến lúc đó chuyện lớn thành công, còn có một phần công lao của ngươi nữa. Có điều ngươi nhất định phải nhớ giữ bí mật giúp ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mãi mãi giữ bí mật. Ngươi đã làm gì với ta vậy? Đừng sợ, gián đầu là chuyện bình thường. Đồ chó này, còn chó hơn mình, chị mày bỏ thuốc hả? Xử lý sạch sẽ tên này, bắt đầu dựa theo kế hoạch thứ hai. Ma Tôn, ngươi nên xuống rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.